Thương Ngày Nắng về hiện là một trong những bộ phim truyền hình thu hút được sự quan tâm rất lớn của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ khi khai thác thành công đề tài gia đình, tình yêu đôi lứa. Theo dõi bộ phim từ phần 1 sang đến phần 2, khán giả được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui buồn xen lẫn, vô cùng đặc sắc. Trong đó, những phân cảnh lãng mạn của các cặp đôi như Huyền Ly Di, Đình Tú, Quang Trọng Ngọc Huyền khiến khán giả hâm mộ đặc biệt yêu thích. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau những phân cảnh lãng mạn ấy lại là cả một bầu trời lầy lội. Mới đây nhất, màn hẹn hò lãng mạn của cặp đôi Bách, Vân đã được ekip làm phim vén màn hé lộ hậu trường giờ khóc giờ cười. Cảnh Bách chở Vân dạo phố bằng một chiếc xích lô, cả hai vừa đi vừa hát hò, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Chưa kể, trong phân đoạn này, Bách còn trao cho Vân một nụ hôn dịu dàng khiến khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi phát sốt. Trên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đều thi nhau bàn luận về cảnh phim này. Tuy nhiên, sự thật đằng sau cảnh quay này lại khiến khán giả không khỏi phì cười. Theo đó, hình ảnh hậu trường cho thấy cảnh Bách chở Vân trên xích lô chỉ có 20% là sự thật, 80% còn lại đậm chất dối lừa vì cặp đôi chỉ ngồi trên xe bán tải và được ekip làm phim chở đi khắp phố phường. Đáng nói, đây không phải lần đầu ekip khiến khán giả phải cười khi hé lộ phân cảnh hậu trường. Trước đó, trong tập 6 của bộ phim Cặp đôi Hoàng Duy, Vân Trang cũng có một phân đoạn vừa xúc động vừa lãng mạn được thực hiện dưới cơn mưa tầm tã. Thế nhưng, ít ai biết rằng khi thực hiện phân cảnh này, nữ diễn viên Huyền Ly Di vì quá lạnh nên phải choàng khăn liên tục để giữ ấm cho cơ thể. Hay như trong tập 8 của bộ phim, phân đoạn Hoàng Duy cõng Vân Trang say khướt cũng khiến khán giả vừa thích thú vừa xúc động. Song, ít ai biết rằng để hoàn thành cảnh quay này, bộ đôi diễn viên Đình Tú Huyền Ly Di đã phải có tí men để đóng đạt hơn. Cụ thể, nữ diễn viên Huyền Ly Di nói, khi có chút men, ánh mắt cũng sẽ có sự mơ màng khác với lúc bình thường, cách nhìn nhau cũng tình hơn, thể hiện tình cảm cũng nhiều xúc cảm hơn so với chỉ là diễn. Khán giả xem cũng sẽ cảm nhận được sự chân thật trong diễn xuất của diễn viên, đồng cảm với câu chuyện hơn. Đằng sau những phân đoạn đẹp và lãng mạn khi lên sóng là cả bộ sưu tập những khoảnh khắc hậu trường giờ khóc giờ cười. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.